Quý vị và các bạn đang quan sát cho mình đây ở bên Huấn Audio giới thiệu anh em mình bộ ruột để thay thế hoặc dựng mới cho Bow 601 CT3. Bản sẽ có 4 chiếc bát và 8 chiếc tép cho tổng bộ này. Bát mình dùng là bát xương ánh 7 màu và dòng rốn hở. 601 là anh em thấy đây là đít lồi này nhá, đít lồi có chữ Bow ở đây. 301 là không có. Và tép dòng xương xanh 8 cm. Và hệ thống bóng đèn gồm có 12 cái bóng và 12 thiết bị và 4 bóng, 4 tụ, 4 trở anh em nhé. Với giá thành bán cho trọn bộ này sẽ là 3 triệu đồng. Bên mình sẽ bao ship toàn quốc. Bản đen thì cũng có giá này, bản vàng thì mình mới giảm giá xuống để anh em lựa chọn. Bản đen hiện tại đang hết anh em nhé, cũng sắp tới cũng về thôi. Kể cả nó về thì giá không giảm đâu nhé. Chỉ có cái bộ này mấy ngày Tết thì mình giảm giá, anh em nào có dựng để chơi Tết này. Về cái sơ đồ để đấu cho hệ thống này, anh em mình khi mua thì mình sẽ ghi tờ giấy để anh em mình nắp cho dễ dàng anh em nhé. Và nó có hai lựa chọn, anh em muốn đấu xuống 4 ôm hoặc là đấu xuống lên 16 ôm. 16 ôm thì nối tiếp, mà đấu 4 ôm thì anh em mình đấu song song, nó cũng khá là dễ anh em nhé, không quá khó gì cả. Bộ ruột rất chất lượng rồi anh em nhé, rất chất lượng, anh em là quan tâm điện cho mình nhé, chào anh em.